Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin lực lượng chức năng đang truy tìm Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1963, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trinh, quận 1, vừa trốn khỏi Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo cơ quan công an bà hiền là nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đất vàng hoàng gia cùng bà phạm thị tuyết nhung và bà trần thị hồng hạnh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư angelina công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ đất vàng hoàng gia công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản hoàng kim len bà hiền giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của ba công ty trên và thuyết phục khách hàng mua đất nền chưa được cấp phép xây dựng dự án cũng như đất chưa rõ nguồn gốc khi không thực hiện được hợp đồng như thỏa thuận, bà Hiền ra chiêu đồng hành cùng khách bằng cách đổi đất nền, đổi pháp nhân ký hợp đồng. Bằng chiêu lừa tinh vi này, bà Hiền cùng các đồng phạm được xác định đã lừa 584 trường hợp, chiếm đoạt số tiền gần 816 tỷ đồng. Ngoài ra, trong vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định bà Phạm Thị Tuyết Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty Angelina và công ty đất vàng Hoàng Gia. Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, chuyển nhượng các thửa đất, một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư, nhưng bà Nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật. Bà Nhung đã thuê người lập bảng vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau, chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối, dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỷ đồng đối với bà Trần Thị Hồng Hạnh, mặc dù biết rõ công ty Hoàng Kim Len đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp. Tuy nhiên, bà Hạnh đã giúp sức cho bà Hiền lập 7 dự án phân lô, từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định bà Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với nhiều cá nhân. Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm bà Hiền, sau khi bà Phạm Thị Tuyết Nhung, bà Trần Thị Hồng Hạnh cùng 6 bị can khác bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bà Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần. Bà Hiền được đưa đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa ở Đồng Nai chữa bệnh bắt buộc theo quy định số 01 quy đề VKS P3 ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, quá trình điều trị theo quyết định bắt buộc thì bà Hiền bỏ trốn. Ngày 15 tháng 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức liên quan đến trường quốc tế Mỹ. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ công tác liên ngành tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ, đảm bảo điều kiện tổ chức học tập, nội dung chính của chương trình học, chất lượng dạy học của trường và chất lượng học tập của học sinh. Các vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác xử lý các vấn đề liên quan đến trường này từ ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Về tài chính, đến 14 giờ ngày 12 tháng 4, phụ huynh đã đóng góp 30,4 tỷ đồng vào tài khoản tiếp nhận hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023-2024. Trong tuần qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia giả soát, giám sát việc chi lương tạm tính, tiền nhà cho giáo viên người nước ngoài và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy. Số dư hiện tại là 6,7 tỷ đồng. Hiện trường còn 1.087 học sinh, giảm 33 học sinh. Trong ngày 12 tháng 4, ở bậc tiểu học có 42 trên 49 giáo viên nước ngoài, 12 trên 14 giáo viên Việt Nam, 395 trên 428 học sinh tiểu học đi học lại. Ở bậc trung học có 55 trên 74 giáo viên nước ngoài, 10 trên 13 giáo viên Việt Nam, 547 trên 659 học sinh đi học lại và 95 trên 103 nhân viên đi làm. Theo báo cáo của hiệu trưởng, đến ngày 12 tháng 4, trường nhận 10 đơn xin thôi việc từ giáo viên người nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy học của nhà trường trong thời gian tới. Số học sinh vắng học trong ngày 12 tháng 4 cao nhất trong tuần qua. Bậc tiểu học vắng 33 học sinh, bậc trung học vắng 112 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao phòng giáo dục trung học nghiên cứu đề xuất của trường cho các khối lớp kết thúc năm học sớm vào ngày 26 tháng 4. Riêng lớp 12 sẽ đến trường hướng dẫn ôn tập đến ngày 17 tháng 5 để hoàn thành kỳ thi Tú tài quốc tế. Ngày 15 tháng 4, Công an huyện Con Rẫy, Con Tum đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra. Lực lượng chức năng đã mời NTK 26 tuổi, chú tỉnh Bình Định, tài xế chở đoàn cán bộ cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trước khi xảy ra tai nạn, lái xe ca điều khiển phương tiện vượt một xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước, dẫn đến tông vào xe tải biển kiểm soát 81H027.99, kéo theo rơ móc biển kiểm soát 81R010.51. Vụ tai nạn khiến xe khách lật nghiêng bên đường, một hành khách thiệt mạng, nhiều hành khách khác bị thương. Hành khách trên xe gặp nạn là đoàn cán bộ nhân viên của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn khách này thuê xe khách di chuyển về thị trấn Mang Đen, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Khi đang đi thì xe gặp nạn. Trong ngày 15 tháng 4, 20 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Trong số này, có 3 nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Con Tum. Các bệnh nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục được nhập viện cứu chữa. Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum thông tin, việc chuyển các nạn nhân được thực hiện theo nguyện vọng của gia đình và lãnh đạo cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Phía bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin về tình hình các nạn nhân bị chấn thương nặng, trong đó có một bệnh nhân đa chấn thương nghiêm trọng đang hôn mê. Có tổng cộng 15 bệnh nhân trong vụ tai nạn được chuyển vào bệnh viện tại khoa cấp cứu sau khi khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng, có 6 bệnh nhân được xuất viện. Còn lại hai bệnh nhân nhập khoa chấn thương sọ não, một người nhập khoa tai mũi họng, một bệnh nhân nhập khoa ngoại thần kinh và 5 trường hợp nhập khoa chấn thương chỉnh hình. Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân NCD 43 tuổi, nhập bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng hôn mê đa chấn thương đã dẫn lưu màng phổi. Sau khi hồi sức và hội trần ngay tại khoa cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị đa thương, gãy xương bả vai, gãy xương sườn số 7 bên phải, tràn máu màng phổi, xuất huyết não. Các bác sĩ truyền máu và chuyển nạn nhân lên phòng hồi sức tích cực của khoa ngoại thần kinh. Kết quả CT lần 2 ghi nhận xuất huyết não và phù não có tiến triển bệnh nhân được hồi sức truyền máu, điều chỉnh rối loạn đông máu và thiếu máu. Các bác sĩ đã hội trần để phẫu thuật lấy máu tụ. Hiện tình trạng bệnh nhân còn rất nặng. Đối với 5 ca ở khoa chấn thương chỉnh hình, các bệnh nhân bị chấn thương đầu đều đã được sơ cứu và khâu tại Bệnh viện Con Tum. 2 trên 5 trường hợp bị gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay và những mảnh gãy có sự di lệch được bác sĩ cân nhắc can thiệp phẫu thuật sớm. Ba người còn lại bị chấn thương nhẹ hơn, được dùng nẹp để bất động tạm thời các chi bị gãy. Một người bị chấn thương các phần mềm, bác sĩ đánh giá chỉ cần điều trị bảo tồn, không cần can thiệp phẫu thuật. Tại khoa chấn thương sọ não, hai bệnh nhân đều bị thương nhưng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có hình ảnh máu tụ. Trong đó, nam bệnh nhân chấn thương nặng sẽ được chuyển qua chấn thương chỉnh hình để mổ xương, còn bệnh nhân nữ tình trạng nhẹ hơn. Thạc sĩ bác sĩ Dương Quang Minh, khoa chấn thương sọ não Bệnh viện Trợ Rẫy cho biết, hiện tại bệnh nhân vẫn tỉnh táo tiếp xúc tốt không có dấu hiệu thần kinh khu trú sáng nay bệnh nhân vẫn tiếp tục được chụp lại ct scan kiểm tra tình trạng sọ não dự kiến nếu bệnh nhân này chụp ct không có máu tụ thì có thể vài ngày sau cho xuất viện về nhà theo dõi thêm